Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em nè. Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Mai Vàng Việt Nam của em. Hôm nay thì ngày 25 tháng 6 thì mấy ngày vừa qua thì em cũng có một cái chuyến đi làm nên em không có lên được những cái đoạn clip về giao lưu với cả nhà mình. Ngày hôm nay thì em sẽ bắt đầu lên những lô mai vàng. Trong đó có cây thành phẩm có và cây cũng em cũng đang nuôi có nè. Và trong đó có cũng có một số phôi mai. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay em sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Trên clip thì em gửi đầu tiên đến thì em chúc toàn vị quý cô chú chị em có một buổi tối xem clip nhiều niềm vui nha. Đầu tiên vô thì cái cây mai này nếu cả nhà mình theo dõi cách đây chưa được một năm ha, chưa được một năm em không nhớ là mấy tháng, nhưng mà em có trồng phôi mai một lần và bây giờ thì nó được như vậy. Nói chung ra thì nó đã, em đi vô nước dây nó đã ăn dây rồi, bây giờ em tháo ra em cắt đôn lại em nuôi tiếp ha cả nhà. Đó thì cây này nằm chậu thì em sẽ chỉ là nuôi ấm tàn thôi, chứ không phải là em sẽ nuôi theo cái kiểu mà đường dài nằm mô. Tại vì cây này cây quái, thân thủ nó đã có như vậy rồi, mình lấy thân thủ và mình nuôi ấm tàn thôi, chứ mình không có cần mà nuôi cốt mà phải bằng cổ tay như những cái cây mai khác ha cả nhà. Rồi cây này em bước vô đo thông số nè. Cây này cây độc ha cả nhà, như cây sừng trâu vậy đó. Hoành em đo nhiều vị trí ha, nhỏ nhất nó ở đây nè, nó bóp vô nó 33, không biết đo sao nữa là trời. Em đang nằm trên cái chậu lục giác thì lọt lòng nó là 30 35 ha cả nhà, 35. Chiều cao em đang nuôi của nó là 39, tán ngang hiện tại nó là 75. Nói chung ra thì cái dàn dưới á, cái dàn cốt cành em đã nuôi xong hết rồi ha cả nhà, xong hết rồi. Về nhà cô chú anh chị nuôi trồng, mình nuôi cái dàn trên chi hai chi nữa thôi ha, vài chi nữa thôi đủ rồi. Còn ở dưới thì em đã nuôi hoàn thiện ha cả nhà. Mặt hậu thì đúng ra định hình mặt tiền bên này nè, nhìn nó có chiều sâu nhưng mà nó không có gồ ghề bằng cái mặt tiền đó cả nhà mình coi nha. Đế nói chung đế được thôi ha cả nhà, mình chỉ được cái dàn trên thôi, cái dàn trên nè. Cái độ sắn nó em không biết đo sao để cho cả nhà mình biết nó bự hay cái nè, thử em đo như gì nữa cũng không được, như vậy đây đo như vậy đây thì nó được 67 ha cả nhà. Cây đang cuốn thẹo rất mạnh, cây thì em bao cho cả nhà mình khỏe mạnh nha. Tại vì những cái dòng cây này nè em đã nuôi rồi, em đã lên chậu rồi thì nó đã cứng chậu, rễ nó ăn cứng chậu ha cả nhà. Về nhà của chúng chị không cần thay đất, tại vì đất chất trồng này chất trồng mới, về nhà của chúng chị cứ nuôi chi ra thêm thôi ha. Dàn mâm này có, dàn bên này cũng có chân à. Mẫu này thì em xin mạn phép giao lưu với giá cả nhà mình luôn là 6 triệu ha, em bao ship toàn quốc ha cả nhà. Đó cây này hàng độc ha cả nhà, em bao ship ha. Nói chung ra những cái mẫu cây này thì mình tìm nó hơi khó thôi, nó thì kén khách, lý do tại vì nó có mang cái phong cách mà dạng như là nó quái nhiều, độc thì nó hơi độc ha cả nhà. Rồi cây này em đã bấm giá rồi, rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú. Và bây giờ em lên cây số 2 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 2. Em lên cho cả nhà mình một cây thành phẩm. Cây này thì nói chung ra thì thân thủ và nguồn gốc của cái phôi mai này thì cả nhà mình nhìn cũng biết rồi, đó là từ phôi long mang đi ra. Nhưng nó mang lên trên cái dàn áo của nó và dàn bông của nó là mặt bông nhị ngọc toàn. Mặt bông nhị ngọc toàn thì cái bo này là cái bo F1 đời đầu hay cái nè, F1 nè. Nói chung ra cái mặt bông này thì rất là được nhiều anh em mình thích, và cũng có rất là nhiều anh em mình không thích. Tại vì nó nhiều màu trên một cái cây mai, chẳng hạn như màu kem, màu vàng và hai màu. Nó chẳng hạn như mặt bông hai màu thì cả nhà mình nhìn thấy rất là nhiều. Nhưng có cái là tại vì nhiều anh em thì sẽ thích nó lên một màu, nhưng có cái nhiều anh em sẽ thích nó mang độc lạ, thì anh em có thể mua ủng hộ tiếp em cái này nhé. Rồi giờ em sẽ đo thông số cây này. Hoành eo nhỏ thôi ha cả nhà, quanh eo nó là 22, nhưng mà cây này nó có một cái bộ đế rất là dữ. Bộ đế của nó hiện tại là 77, đang nằm chậu 35 ha cả nhà. Cây này nằm chậu 35. Tán ngang của nó thì em tính tán luôn nha, là nó được 60. Chiều cao từ đỉnh xuống tới mặt bầu của nó được 60. Nó đế phun bốn mặt ha cả nhà. Đây là mặt tiền, cả nhà nhìn vô ấm tàn ha. Cây này em bao nút cả nhà mình nhé, nụ kim rất là nhiều. Còn đây là cái mặt hậu nè. Nói chung cây này thì đã chỉnh sửa theo cốt cành của nó. Về nhà của chúng chị chỉ cần chăm sóc nó và theo cái lúc từ tháng tháng 10, tháng 8 nhé, cả nhà mình bắt đầu cho nó làm nụ được ha cả nhà. Cây này thì em xin mạn phép cho luôn cả nhà mình luôn là 6 triệu ha. Em bao ship toàn quốc, rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Và bây giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, bước chân ngày hôm nay thì em sẽ lên cho cả nhà mình một phôi mai vàng. Thằng này thì nếu mà em xét về mặt bông của nó thì gần như dẫu gì nha cả nhà. Thì trong cái thời gian vừa qua thì em được anh em mình ủng hộ rất là nhiều. Cây mai này
Nếu mà trong cái giai đoạn này đi, hiện tại mình bán giá mềm nhất á, thì nó bèo nhất nó phải từ 17 lên tới 18 triệu một cây. Nhưng có cái ngày hôm nay cây này giá nó mềm tại vì nó bị lỗi. Nhưng mà cái nhà mình biết sao không? Lúc mà em bứng thì em mê cái cốt cành nó quá, nó bự và nó thế của nó rất lạ. Nhưng có cái nó có một cái điểm lỗi nằm đây, nói chung ra là nặng ngay cái nè. Con gom nhẹ chỗ này ra cho chú coi con nha, nó bị lỗ nguyên phần nè cái nè, lỗ nguyên phần nè nè, bị chỗ này nó. Nói chung ra nếu mà cái cây mai nó yếu á thì nó sẽ không có, rồi con gom lại một chút chút thì nó sẽ không bao giờ mà nó nuôi được cái dàn cốt cành như vậy đó. Tại vì nói chung ra cái lũa này nó đã xam lại rồi, nó không thể nào mà nó đi xa hơn được nữa cả nhà. Bởi vậy thì em quyết định em mua cái này về, không được thì em chạy mình lên chậu mình nuôi, cũng có một cái cây nó cũng tương đối gọi là đẹp cả nhà. Quanh eo em đo nhỏ nhất của nó hiện tại là được 27, em đo cái cũ ha là được 43. Đế thì được thôi ha cả nhà, đế nó không có vít nhưng mà bù lại cái dàn cúc cành nó khéo lắm. Nè, cành 1 ha, cành 2 3 4 có đầy đủ ha. Nói chung là 1 2 3 4 là nó bao gồm 4, thì bao gồm luôn cả cái chi phong rồi, hoặc chủ bóp gió nè. Cây này nuôi cây rất khéo ha cả nhà, nuôi cây rất là khéo, nó xù cây nữa, nó đang lên xù chứ không phải là nó xù mạnh. Nhưng có cái mà mới với một cái phân khúc mà ngày hôm nay bấm giá cả nhà mình luôn á là 11 triệu 500 nó. Thực sự cả nhà mình thì cái giá này thì sẽ không có thương lượng, tại vì em đã quyết định em mua cái cây mai, mai này về rồi thì cái giá bốc trong vườn á thì nó sẽ không bao giờ có cái giá vài triệu cả nhà. Cái này thì cái chậu mới mang về thì nó chậu em vô chậu, cái này là chậu lọt lòng 45 hay cả nhà, lọt lòng 45 là dừa ha. Nói chung ra những cái mẫu cây này nó có hơi cái có độ phong cao và có cốt cành, cả nhà đừng bao giờ mà ép chậu nó nhỏ quá cây nó mắc hay hay cả nhà. Đó, 11 triệu 500 đối với em thì giá nó rất là hợp lệ, nhưng có đối với cả nhà thì có lẽ ra thì nó sẽ có một khuyết điểm thì cả nhà mình sẽ đắn đo. Nhưng có cái thì với cái tiêu chí mình đặt ra rồi là cây cây phải khỏe mạnh, cây mình phải bao sống cho cả nhà ha. Rồi cả nhà mình hợp nhãn thì có thể alo mua ủng hộ tiếp em cái này nha. Và bây giờ lên cây số 4 à. Dạ rồi, cây này là cây số 4 của ngày hôm nay. Đúng ra thì những cái mặt hàng mà hàng gốc nhất, hàng thủ đức mà em đang nuôi thì em chưa có dự định là giao lưu trong lúc này. Nhưng có cái có một cây mà đợt vừa rồi em đi công việc thì em quên tưới nó một ngày thôi, tại vì cây ép chậu mà thì nó thiếu nước vì nó xuống lá, thì em bứt lá lại, em xuống lá nó lại thì em bắt buộc là cây này sẽ không có chơi bông được hai cái nè. Cuối năm thì vẫn có bông nhưng mà nó một phần nào đó thôi đó. Anh em nào thích dáng thế thì có thể mua cây này. Cây này thì nói chung ra hôm bữa mình cưng nó quá thì xong cái là em có để cho nó nằm ở dưới cái sàn, bây giờ mình không có để ý lại hai cái nè. Cái cây này quá đẹp cả nhà mình này, mẫu cây này nó gọn gàng mà nó thon thả cây lắm. Rồi em đo thông số ha, quanh eo vị trí chỗ ghép nhỏ nhất, chỗ ghép hai cái nhà nè của nó là 12 năm, còn cái cũ em đo của nó là được đúng 30. Cái này em đang ép chậu, lọt lòng của nó là 20, tán ngang là được 42 và chiều cao là được 35. Cốc 1, cốc 2 có đầy đủ. Những cái chi này thì nói chung ra thì mình không có tính là nó là lớn, tại vì nó chưa có chuẩn ha hai cái nè. Dạo Thủ Đức một mặt bông thì được anh em ưa chuộng rất là nhiều ha. Nó cây rất là khéo, cây nhỏ gọn hai cái nè. Nếu mà cả nhà mình muốn biết nó khỏe mạnh hay là không thì quan trọng nhất là cái này. Ví dụ như cả nhà mình cứ nghĩ là cây này cây mới trồng hay không, đây cả nhà dàn rễ ăn cứng bầu hay cái nè, cứng bầu hết rồi đó. Thì này về nhà thì cả nhà mình không có nên tưới, đợi khi nào nó bắt đầu nó ra lá, nó hình thành một cái lá thì cả nhà mình bắt đầu nhấp nhấp nhẹ nhẹ thôi. Tại vì nó cái dàn rễ của nó liên quan đến cái lá trên, có lá thì nó mới hút nước lên trên được, còn không có lá thì tất nhiên cả nhà mình tưới nhiều thì nó sẽ bị dẫn đến tình trạng úng rễ ha. Rồi cái này là một cây bonsai hàng mini, hàng để bàn. Nhưng có cái thì em cũng nói cả nhà mình luôn, những cái mẫu này thì nó phải giá nó cao hơn những cái mặt hàng khác chút đỉnh, chứ không phải là quan trọng là nó phải lớn hoành nó mới có giá trị ha. Cái này em giao lưu cả nhà mình luôn là 2 triệu ha, em bao ship. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà mình. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay em sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Rồi và bây giờ em bắt đầu lên những mặt hàng phôi mai vàng bonsai lùng lực, giá thành tầm 2-3 triệu, 1 triệu mấy cũng có nha. Mời cả nhà mình xem đoạn clip này cùng với em ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 5. Em lên trước một cái phôi mai. Nói chung ra thì trong cái phôi mai mà em đang giao lưu với tất cả mọi người ấy, thì nó rất là đa dạng mẫu.
Có những cái phân khúc mà tầm 1 triệu mấy, có những cái phân khúc tầm 3 triệu mấy cũng có cả nhà. À, cây này thì cái mẫu thì em rất là thích, nhưng mà chưa chắc gì cả nhà mình đã thích, nhưng mà biết đâu thì em quay lên thì cả nhà mình sẽ có những anh em thích cái mẫu này thì có thể mua ủng hộ tiếp em nha. Rồi em đo vô thông số. Quần eo nhỏ nhất hiện tại của nó là được 26 ha. Cái cũ đế, cũ thì em đo lửng vậy thôi, là được 43. Cái này cả nhà mình về nhà vô cái chậu 30 cho em ha. Chiều cao hiện tại là được 33. Nói chung ra thì cái cây mai này nó có hai cái đường để mình nuôi phôi đẹp. Tại sao thì cả nhà mình sẽ thắc mắc tại sao nó có một cành âm mà em để lại. Em đang cắt theo cái dáng thế phổ thông, là những cái cây theo cái kiểu mà dáng lông gì đó, nhưng mà có cái cành âm nè. Có thể cả nhà mình sẽ thích cái chi này, cắt theo cái nuôi theo cái cành nó huyền xuống dưới xíu, hay mình nuôi độc chủ từ trên này nuôi lại ha. Bởi vậy em để luôn. Còn nếu mà cả nhà mình không thích cành âm đó, cả nhà mình có thể cắt bỏ và nuôi theo cái kiểu phổ thông. Thấy cái nè, đó, cái này đã đến tuổi trồng rồi ha, đã kéo nhựa rồi. Đó, em quay tổng thể lại cho cả nhà mình cùng xem. Cái này thì em giao luôn cả nhà mình luôn là 2,5 triệu thôi cả nhà, em bao ship nha. Nói chung ra cái mẫu cây bày thì trên thị trường bây giờ rất là nhiều, nhưng có cái là nó quan trọng là cái mẫu mã, và quan trọng là cái lô mai nó có đủ cái điểm để cho mình nuôi một cái cây bonsai hay là không thôi. Rồi, cái này giá em đã bấm rồi nha. Và bây giờ em lên cây số 6 ạ. Dạ rồi, kế tiếp ngày hôm nay thì em sẽ lên cây mai dạng như là hình thú ha cả nhà. Cây này thì cũng tương đối gọi là đẹp. Đối với những anh em đang bắt đầu chơi mai vàng thì em khuyên anh em cũng không có nên mua những mặt hàng. Không có khuyên anh em mình mua những mặt hàng này, khuyên anh em mình mua những mặt hàng vài trăm ngàn, lên tới 1 triệu đi, thì anh em mình có thể mình thử nghiệm, mình trải nghiệm thêm mình có trồng phô mai vàng nó có hiệu quả hay là không, rồi anh em mình bắt đầu nuôi những cái đam mê về sau này ha. Chứ đôi khi mà anh em mình đam mê quá thì anh em mình chưa biết cách chăm sóc thì cũng tội nghiệp cho anh em. Quần eo của nó là 27 ha. Đó. Cũ của nó được 45. Chiều cao là được 33. Đường kính bầu ở chiều cao là được 46. Đường kính bầu là được 35 ha cả nhà. Cây mai này thì nó đã đầy đủ cốt cành rồi. Nó không phải là một cái phôi mai trụi tán đầu đinh. Phôi mai thì nó chia ra làm hai dạng. Một dạng là phôi tán đầu đinh là chưa có cốt cành. Một dạng là đã có cốt cành và chỉnh sửa rồi. Thì tất nhiên là những cái phôi mai vàng mà đã chỉnh sửa cốt cành rồi thì nó sẽ có giá nó nhóm hơn những cái phôi mai tán đầu đinh. Đó. Tuy rằng có những cái phôi mai tán đầu đinh nó rất là lớn tiền nhưng mà rất là hiếm ha cả nhà. Cái mai này mình xét đi, nó như là thú thì nó sẽ có đuôi, cốt 1, cốt 2, cốt 3, nó chưa có chi phong. Nếu cả nhà mình định hướng cái mặt bên này là mặt tiền, đây, mặt bên này là mặt tiền, thì cả nhà mình sẽ tận dụng được cái chi sau lưng này, ha, làm được hai chi, là chi số 3, đây, và cái chi phong sau cũng được ha, cũng tùy thôi. Cái này thì nó sẽ có một cái mặt cắt ở phía trước, là một cái cành dư, em cắt em chưa có đục nè, em để nguyên để cho cả nhà mình biết, chỗ đó là một cái vết cắt mới làm, chứ không phải là một cái vết cắt cắt lâu ha. Rồi, mẫu này là cây số 6, em xin mạn phép cho lưu giá của chú anh chị em là 2 triệu, em bao ship nha. Và bây giờ em lên cây số 7. Như em đã nói với cả nhà mình, trong cái thời gian mà em đi nhập cái lô mai này về thì em sẽ có một cái tiêu chí đặt ra là những cái phôi mai vàng cả nhà mình sưu tầm. Cây đẹp nhưng giá nó phải tốt. Thì ngày hôm nay thì em vẫn tiếp tục như lời em đã nói, nhưng mà có cái là đôi khi cái suy nghĩ của mình sẽ không có được như cái suy nghĩ của người khác. Chẳng hạn như một cái phô mai như vậy, em sẽ giao lưu với cả nhà mình luôn là 1,650 triệu. Nó thật sự cả nhà mình, nó em đã cộng tiền chi phí vận chuyển thôi, chứ chưa có chi phí bứng cây này kia. Tại vì những cái lô mai này nó có những cái dòng cây lớn thì mình bán qua, mình bù lại cho những cái dòng cây này. Mình lấy hàng lời, mình đắp qua những cái hàng lỗ chẳng hạn như cây này. Nếu cái giá này em giao lưu cả nhà mình luôn là thực sự nó đã lỗ trong đó tầm 100 mấy 200 ngàn nha cả nhà. Nhưng có mấy hàng lớn thì nó kéo lại nha. Bởi vậy em sẽ ưu tiên với những cái giá tốt nhất để cho gửi đến cho tất cả mọi người ha. Rồi hoành 24. Cái cũ của em đo lửng như này ha là được 35. Chiều cao là được 30. Đường kính bầu em đang làm của nó là tới 30. 34, 35 lận. Nhưng có cái nếu mà cả nhà mình ép chậu, em khuyên cả nhà mình lựa chọn cái chậu lọt lòng ha. Lọt lòng thì nó tầm khoảng chừng 25. Lọt lòng thì cây này nó rất là đẹp. Còn cả nhà mình lên những cái chậu lớn hơn thì cái thứ nhất thì nó dẫn đến cái tình trạng cây nó bị lạnh chậu,
nó lạnh chậu, lạnh là sao lạnh thì đôi khi cái cây mai nó bự quá, chất chồng mình nhiều, mình tưới nước thì nó ứ đọng lại trong đó nó nhiều. Bởi vậy đôi khi mà cái cây mai nó làm chậu thì nó phát triển rất là kém hả cả nhà. Đối với em thì cái cây mai này thì em giao lưu giá này thì em cảm nhận giá rất là phải chăng đó, thì cả nhà mình cảm thấy cái giá này được, giá tốt mà hấp dẫn theo cái cách chơi của cả nhà, theo cái gu chơi của cả nhà, thì cả nhà mình có thể mua ủng hộ tiếp em rồi. Và bây giờ em lên cây số 8 mà. Dạ rồi, em lên tiếp cho cả nhà một cây mai gần như là một cái cây mai hình thú hay cả nhà. Hai cả nhà mình thấy không, em đã vừa cắt rồi, nói chung ra thì nó vẫn có còn cái mặt cắt hai cả nhà, tại em vừa làm xong nè, mà cắt chỏi em mới cắt, cành này cũng có nè, hàng mini mà, mỗi phân khúc ở tầm triệu ngoài, thì nói chung ra những cái mẫu cây này đạt cái lắm cả nhà mình ơi. Hoành eo nhỏ nhất của nó là 22, tổng cái cũ của nó là được 38, chiều cao đang làm của nó là được 29, đường kính bầu là được 33. Cô chú anh chị về nhà vô chậu 30 không nổi cả nhà mình ơi, về nhà cô chú anh chị vô chậu dĩa nha, dĩa tầm 37 38 thì cái này đẹp ha. Đó, nói chung là cúc cành cũng có rồi, cũng tương đối là mau chơi. Cây này rất già cây, nó không phải xù đâu, cái kiểu nó già cây nó lão hóa cái bộ da của nó ở ngoài đó. Mẫu này thì em giao luôn cả nhà mình luôn 1.650.000 ha, em bao ship. Em rất mong được cả nhà mình ủng hộ cây số 8 và những cây của em quay clip ngày hôm nay. Rồi, và bây giờ em lên cây số 9 nè. Dạ rồi, em tiếp tục lên cây này là cây số 9 nha cả nhà. Cây này cái dòng nó lớn hơn hay cả nhà. Nói chung cái dòng lớn hơn nhưng mà cái thân thủ nó chuẩn hay không á là quan trọng theo cái cách nhìn của mỗi người, đúng không? Và cái cách chơi mỗi người, người thích thì họ sẽ nói chuẩn, người không thích cho dù mình cho họ đi nữa, họ vẫn không bao giờ họ thích được hay cả nhà. Và neo nhỏ nhất của nó hiện tại là được 22. Cái cũ nó ở đây là được cũ nó ở đây là được 49. Chiều cao em đang làm của nó là được 28, đường kính bầu là được 35. Của chú chị về nhà vô chậu lọt lòng 30, cái này ok nè. Cốt 1 có, cốt 2 có, đặc chủ có ha. À, nói chung ra thì cây này nó vẫn đi theo cái lối mà hơi hơi quái quái nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có quái quá, nó gần gần như cây chữ C vậy cái nè. 1 có nè, 2 có nè, đặc chủ là xong qua. Thì nói chung ra thì cái cây lớn thì em bán nó nhóm tiền hơn chút xíu là để mình bù qua những cái cây mai mình đang bị hụt lại. Chẳng hạn như cái này thì em giao luôn cả nhà mình luôn là 1.750.000, em bao ship. Em rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Và bây giờ em lên cây số 10 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 10. Em sẽ lên một cái cây này, cây cuối cuối clip của ngày hôm nay. Chắc có lẽ cả nhà mình thấy em cắt cây này nó hơi bị kỳ. Nhưng có cái đôi khi mà mình cắt cây là mình phải chừa một cái gì đó. Nếu mà mình cảm thấy nó ấn tượng thì em luôn luôn chừa lại cho cả nhà mình ha. Nếu mình nhìn xét về cái thân thủ như vậy, không có tính cái chi bay phía sau, thì cả nhà mình nó vẫn là một cái cây lắc nhẹ. Còn mình tính luôn cái chi này luôn á thì nó ra một cái cây quái đó. Nhiều cái đường để mình cắt cây ha cả nhà. Và neo nhỏ nhất của nó hiện tại 18, cái thân bên này của nó hiện tại là được 15. Tổng cái cục đế này, củ đế trên ha, em đo được 47. Nồi đế đây, nồi đế của nó là được 84, đường kính bầu đang làm của nó là 35. Nó có chúng chị về nhà thì kiếm chậu theo kích thước mà mình mong muốn đặt vô ha, tại vì đường kính bầu full đế 435 rồi đó. Nói chung ra thì cái lô mai mà từ cái cây số 5 trở đi thì em sẽ không có bao bông, thì mong cả nhà mình thông cảm, tại vì mình không có biết được cái mặt bông. Nó cốt cành cũng tương đối gọi là có, đế cái này cực kỳ đẹp, đế đã sắp gọn gàng hết rồi, sắp không có theo cái kiểu chữ O mà mình sắp theo cái lối tự nhiên ha. Rồi, mẫu này em xin mạn phép giao lưu giá cô chú anh chị em là 1.800.000, em bao ship nha. Em rất cảm ơn cả nhà mình nãy giờ đã theo dõi hết cái đoạn clip ngắn của em trong ngày hôm nay. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay em sẽ được cả nhà mình ủng hộ. Trong những cái ngày em vắng mặt thì em rất là tiếc mà có những cái cây mai đẹp thì anh em cũng đã đến vườn giao lưu với em cũng tương đối gọi là nhiều. Thì anh em mình có muốn mua những cái mặt hàng này với một cái số lượng từ 10, 20 cây đi lên thì cả nhà mình có thể inbox riêng cho em, thì bên em sẽ lựa cây cho cả nhà mình ha. Rồi, em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị vào clip ngày mai ạ.